Chào cả nhà. Cả nhà hôm nay ăn nữa nha cả nhà. Ăn hoài à. Hoài ăn. Cả nhà thấy không? Cái này là phu lê gà nha cả nhà. Hôm nay Thúy cho ăn phi lê gà này mình lăn bột chiên xù với cơm trộn trâu mát này cả nhà. Ăn cho đổi món cho nó lạ, cho nó ngon ngon, chứ giờ ăn ngán quá rồi. Cả nhà cái phi lê này, phi lê cái ức gà đó, ức gà cả nhà cắt ra xéo vậy nè. Ướp gà nó bự chia làm hai ra, cắt xéo xéo rồi nè. Ướp hành, củ hành đỏ với nước mắm, với tiêu, với ớt, với tỏi cho nó thấm đi ha. Mà cả nhà để trong ngăn mát tủ lạnh á, ngày 2 ngày cả nhà muốn nó rảnh là cả nhà làm. Giờ Thúy sẽ làm nè cả nhà. Cả nhà mang bó tay vô, mang bó tay vô mình ăn gà nha cả nhà. Mình ăn cái cục thịt gà vô bột bì á. Mình pha bột mì đi, mình pha bột mì với nước rồi mình rang cái cục thịt gà vô bột mì nữa nha. Nè cái bột mì của Thúy nè, giờ Thúy sẽ để nước vô đây như đây. Để ít nước vô Thúy pha. Lâu lâu quá mình có con mình đổi món này cho con nó ăn, nó thích ăn lắm cả nhà. Nó thích ăn cho nó ăn. Mình pha sệt sệt vậy đó cả nhà. Đó, mình pha sệt sệt gì này rồi mình lăn cục thịt gà vô, mình đổ bột giòn, mình lăn bột giòn nha cả nhà. Lột cho mẹ này. Cả nhà, cái bột mình làm sệt sệt giống gì nè cả nhà, bột mì đó cả nhà. Bột mì này nè. Bột mì nào cũng được, bên Việt Nam cũng có bột mì nhưng mà ở đây bột mì thì theo bột mì nè. Đó sệt sệt gì nè, bây giờ Thúy sẽ để cái cục gà vô đây nha cả nhà. Để cái cục thịt gà vô. Cục thịt gà mình cắt hơi dài xéo xéo dài dẹp đó để cho nó mềm nha, mình lăn mình chiên cho nó mềm. Đó, để vô đây mình lăn. Lăn rồi mình để vô đó. Mình để vô đó để chút mình đem chiên nha cả nhà. Giống như gà gá vậy đó. Mà cả nhà nhớ là bột mì giòn giò, bột mì cho nó như vậy á. Hồi trước Thúy đi làm ở trên nhà hàng của Thúy, Thúy chuyên môn làm cái này nè. Thúy chuyên môn làm cái gà chiên xù này nè. Bán cho Tây nó phải ăn lắm. Ở con nít của mình nó cũng thích ăn cái này lắm cả nhà. Dừng đi coi. Cả nhà. À, làm xong rồi nè cả nhà. Gà mà mình ăn bột chiên xù xong rồi nè. Giống như gà gác vậy đó. À, Thúy làm cơm tô mát nè, cơm trộn tô mát. Đầu tiên thì Thúy phải có hành phi nha cả nhà. Thúy chút nữa Thúy cho phi hành, Thúy lấy dầu Thúy trộn cơm. Trời ơi, Thúy xào tô mát này nè, tô mát màu đỏ, thiệt đỏ nè. Để mình làm cơm màu tô mát nha cả nhà. Giờ Thúy sẽ chiên cái này trước đi đã. Phi hành nha cả nhà. Mình phi hành cho nó vàng thơm để mình lấy cái nước dầu mình làm, mình xào cà chua đen đó, cà chua nâu đó để mình làm cà chua màu mình trộn cơm nha cả nhà. Rồi mình lấy hành phi để mình ăn cơm, mình trộn cơm cho nó ngon. Cái này có Thúy nó sôi chưa? Nó sôi Thúy chứ để gà rán như cái chiên. Đó, để gà rán cho chiên nha cả nhà. Đầu tiên mình mở lửa nhỏ thôi, cho cái trứng gà từ từ rồi nó mới già. Thúy làm ít nên Thúy chỉ chiên cái chảo nhỏ này thôi, chứ bình thường mình chiên cái chảo cái nồi mà để chiên giả giò á, cho nó giòn cho nó ngon. Thúy làm ít nên Thúy làm cái này. Hồi trước thì Thúy đi làm ở trên quận 13 trên Paris là Thúy chuyên môn làm gà này bán cho mấy người Tây á, ăn cơm gà tô mát nó ăn dữ lắm á. Ăn gà phu lê cút, nó gọi là phu lê cút nè. Mình gà chiên bột á, gà chiên xù á là nó gọi phu lê cút. Ăn dữ lắm. Ở Việt Nam mình lâu lâu mua cá cha ba đó. Cá phi lê cha ba đó, giờ mình làm mình cắt viên vuông giống vậy, mình không ướp vậy đó, mình để cho bột mình chiên xù đó, cá chiên xù cho mấy đứa nhỏ nó ăn đó, nó thích lắm. cũng làm hoài hả? Mà qua đây thì ta không ăn cá, người ta ăn gà. Ở đây có cá sa ba đó đâu làm. Có cá sa ba đó, cái cá thịt đó nó ngon nó mới làm được. Nó chiên như gà này mới được. Cả nhà chở gà cả nhà. Chở nó. Chở cho nó già. Chở cho nó vàng đều quá cả nhà, đặng cho nó ngon. Với lại nó chín gà. Cái này mình đầu tiên mình chiên gà lửa nhỏ nhỏ thôi, tại vì thường thường người ta để dầu nhiều lắm, Thúy để vậy cũng nhiều lắm rồi, tại cái chảo này nè. Tại cái này á, mình để dầu nhiều nó hút vô nhiều á, Thúy không thích ăn dầu nhiều. Bây giờ Thúy sẽ chiên cái tô mát này cả nhà. Thúy sẽ đổ cái tô mát này vô. Cả nhà làm cái tô mát đỏ này cũng được, tô mát đỏ kia cũng được nha cả nhà, tô mát mà thứ kia cũng được. Cả nhà để tô mát này với chút xíu muối. Mình trộn cái cơm đó, mình làm cơm đó, mình trộn cả nhà ăn bao nhiêu cả nhà sẽ để muối bấy nhiêu nha, cứ để nhiêu muối đó chút nữa thì để thêm trong cơm nữa, xào cho nó căng lại, để cho nó sạch lại để mình trộn cơm. Cả nhà kia cho một chút xíu bột ngọt. Cả nhà ơi, còn cái bột giòn mà nó gớt với cái bột mình nhúng gà đó cả nhà. Giờ cả nhà sẽ để vô trong đây. Để vô muỗng nước tiêu. Cái cả nhà miếng muối tiêu, miếng bột ngọt thôi, hoặc là miếng muối, miếng tiêu, miếng bột ngọt đó, cả nhà sẽ để vô, cả nhà quết cả nhà vô trộn. Chiên luôn trong cái này giống như cục thịt gà luôn. Cho nhất nó ăn, cho con mình ăn nó thích cái này. Bột á, giống như bột là có cái giòn, bột giòn cái mình chiên luôn. Để vô mình chiên luôn nha cả nhà. Đó. Mình đè nó xuống mình chiên luôn. Mình không có bỏ gì hết cả nhà. Hồi trước khi làm ở trên quận 13 thì bỏ, không có lấy. Mình còn mình làm bột dư bột nhiêu là mình bỏ hết à. Mình ở nhà thì mình khỏi cần bỏ ra, cả nhà mình lấy bột đó mình chiên luôn, để chút bột ngọt, chút tiêu, chút muối vô cái mình là chiên chung với cục gà giống vậy nữa nè, cho con mình nó ăn. Đồ mình mua mà cái gì ăn cũng được mà bỏ tội. Đó. Cả nhà thấy cái tô mát của Thúy làm chưa? Nó Thúy làm sệt lại vậy nè, những cái dầu phi của mình đó, dầu phi hành của mình hồi nãy đó. Mình trộn tô mát đặng chút mình với cơm, mình trộn cơm. Lâu lâu cả nhà làm cái này ngon lắm, cả nhà thi gần gà thì nó không có mới mẻ gì, nhưng mà con cái là cái tô mát á, mình trộn cơm cà chua ngon lắm. Cà chua mình để chút muối, chút bột ngọt, chút tiêu, xong rồi mình phi nữa, mình xào lên cho nó. Có loại cà chua đặc không chứ xào lâu giống Thúy đâu, cái này cà chua lỏng hơn Thúy mới xào lâu. Xào lâu cho nó hút cái nước, cho nó hút, mình trộn cơm cho nó khô á. Người ta lấy dầu á, dầu hành nhiều lắm, nhưng mà Thúy không ăn dầu nhiều nên Thúy không có lấy dầu nhiều, chỉ xào cái cà chua là được rồi. Cả nhà ơi, gà Thúy chiên xong rồi nha cả nhà. Ăn thử cá hả? Gà cũng xong rồi. Giờ Thúy trộn cơm nha cả nhà. Trộn cơm. Cơm tô mát thì mình ăn bao nhiêu mình trộn bấy nhiêu thôi ha. Trộn mà dư á mình để tủ lạnh mình ăn cũng được, thì nó không ngon không. Dừng cả nhà ơi, cơm này Thúy sẽ để thêm chút xíu muối tiêu nữa nha cả nhà. Hồi nãy tô mát mình có để muối tiêu à, giờ Thúy sẽ để thêm chút xíu muối tiêu nữa. Đó. Mình để chút xíu muối tiêu thấy không nhà, cái này kem muối tiêu mà giờ còn nhiêu nè cả nhà, vài bữa làm nữa. Đó, giờ mình sẽ trộn cơm muối tiêu lên nha cả nhà cho nó đều. Dừng nữa con. Cả nhà ơi, giờ Thúy chế đổ tô mát vô, đổ cà chua vô. Cà chua mình trộn cơm mà phải đỏ giống vậy nên dừng, mà đỏ giống vậy nha cả nhà, dừng. Cả nhà ơi, mình trộn cái cà chua vô cái cơm xong rồi, bây giờ mình để hành phi nha cả nhà. Hành phi vô mình trộn. cho nó thơm nha cả nhà ha. Ở nhà mình làm ăn thì gì, nhưng mà ở chỗ Thúy bán không có làm hành phi để riêng, không có để chung hành phi thì ta bán bún, còn nước lấy dầu á, lấy dầu mới trộn cơm. Nhưng mà ở đây Thúy không ăn dầu nên Thúy không có trộn dầu nhiều, Thúy chỉ xào cà chua là được rồi. Được đi cả nhà, Thúy đã để cơm vô cái chén này nha cả nhà. Giờ Thúy chỉ ịn vô đây, Thúy nó có xuống không nữa. Dừng. Cả nhà, đó, bây giờ Thúy sẽ để ca gà vô nha cả nhà. Dừng đi. Cả nhà ơi, ăn cơm cả nhà, cơm gà với xà lách bằng vậy thôi cả nhà. Khi làm vậy thôi chứ, đó làm bông qua mà nó ở tè le tét lét vậy đó cả nhà. Ăn cơm cả nhà ơi, thôi thì cũng kết thúc video ở đây nha cả nhà. Cơm tomat với lại gà chiên xù. Lâu lâu làm đổi món lạ lạ cho chồng mình thấy lạ, chồng mình thấy chồng mình thấy lạ, chồng mình mừng. Giờ mình chưa biết làm được gì món. Cả nhà trên kết thúc video đây, Thí luôn chúc cả nhà khỏe mạnh bình an lạc quan yêu đời. Thí cả nhà nhớ thương Thí nha cả nhà, thương Thí cả nhà ủng hộ đăng ký kênh để sao xem video mới nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Thí. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video khác. Tạm biệt cả nhà.